Việt Nam có thể làm chủ công nghệ đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Hãy cùng Hồ Sơ TV tìm hiểu về nội dung này. Hiện nay, các doanh nghiệp trong nước đã lên các kịch bản, phương án để kịp thời tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tăng năng lực, kinh nghiệm khi được tham gia vào dự án. Đối với kế hoạch làm chủ cuộc chơi, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Danh Huy cho biết, việc đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao tạo ra thị trường xây dựng với giá trị khoảng 33,5 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, tính cả hệ thống đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị sẽ tạo ra thị trường về xây dựng khoảng 75,6 tỷ đô la Mỹ, phương tiện, thiết bị khoảng 34,1 tỷ đô la Mỹ, đầu máy, toa xe khoảng 9,8 tỷ đô la Mỹ, hệ thống thông tin tín hiệu và thiết bị khác khoảng 24,3 tỷ đô la Mỹ và hàng triệu việc làm. Cũng theo Thứ trưởng Huy, ngoài việc nắm bắt, làm chủ toàn bộ công tác vận hành, bảo trì và từng bước sản xuất một số linh kiện, phụ tùng thay thế đối với đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, dự án đường sắt tốc độ cao sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho ngành công nghiệp cơ khí Việt Nam có bước chuyển mình mạnh mẽ. Bộ Giao thông Vận tải cũng đang tính toán đề xuất ràng buộc điều kiện phải chuyển giao công nghệ và xây dựng định hướng phát triển công nghiệp đường sắt đến năm 2045, đó là làm chủ về công nghiệp xây dựng. Cụ thể, làm chủ việc lắp ráp trong nước và từng bước nội địa hóa phương tiện đối với đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị, sản xuất trong nước và từng bước nội địa hóa linh kiện phần cứng, phần mềm về thông tin, tín hiệu và hệ thống cấp điện, làm chủ toàn bộ công tác vận hành, bảo trì và từng bước sản xuất một số linh kiện, phụ tùng thay thế đối với đường sắt tốc độ cao. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam của Bộ Giao thông Vận tải đã đề xuất một số cơ chế chính sách cần thiết để phát triển công nghiệp đường sắt. Cụ thể, cho phép mức ưu đãi, hỗ trợ cao nhất cho phát triển công nghiệp đường sắt về đất đai, thuế, cơ chế hỗ trợ đầu tư, nhập khẩu, bổ sung các sản phẩm, thiết bị đường sắt vào danh mục sản phẩm cơ khí trọng điểm. Khi triển khai dự án, yêu cầu tổng thầu có cam kết chuyển giao công nghệ và sử dụng tối đa hàng hóa, dịch vụ trong nước có thể cung cấp, có cơ chế đặt hàng cho một số doanh nghiệp trong nước. Quý vị và các bạn thấy video này của Hồ Sơ TV có nhiều thông tin và hữu ích, cũng như truyền tải nhiều cảm xúc, thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Hiện nay, với đường sắt quốc gia đang khai thác, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã cơ bản làm chủ công nghệ và tỷ lệ nội địa hóa đối với toa xe đã được khoảng 70-80%. Chỉ có trục bánh xe và van hãm phải nhập khẩu, còn lại chúng ta đã có thể chủ động. Máy móc cũng được đầu tư theo công nghệ chuyển giao. Riêng với đầu máy tàu, tỷ lệ nội địa chỉ được hơn 10%, bởi đây là động cơ đốt trong, với công suất lớn, Việt Nam chưa làm được. Đối với hệ thống thông tin tín hiệu là điều khiển trên tàu, viết tắt là OCC chúng ta đã làm được. Tuy nhiên, trung tâm điều hành vẫn đang sử dụng thủ công, tức là do con người điều khiển, đáng lý ra phải là tự động hóa. Nguyên nhân là do chúng ta xây dựng trung tâm điều khiển chưa hiện đại. Về việc phát triển lĩnh vực công nghiệp cơ khí đường sắt là một yêu cầu được đặt ra để phục vụ không chỉ cho riêng dự án đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam, mà còn cho khoảng 10 dự án đường sắt đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đang được lên kế hoạch triển khai trong giai đoạn từ nay đến năm 2035. Vấn đề chính yếu là phải làm chủ được công nghệ bảo dưỡng, sửa chữa, tạo ra một hệ sinh thái cơ khí công nghiệp và công nghiệp phụ trợ. Trong thời gian vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã tích cực làm việc với các đối tác nước ngoài, đến từ các nước có nền công nghiệp đường sắt phát triển hàng đầu thế giới. Trong quá trình tiếp xúc, các đối tác đều quan tâm đến việc thành lập liên doanh với các cơ sở công nghiệp đường sắt Việt Nam để phát triển công nghiệp đường sắt. Với dự án đường sắt tốc độ cao, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam kiến nghị nhà nước có các cơ chế ưu đãi vốn vay, thuế đất, thuế cho doanh nghiệp, đồng thời đề xuất chính sách đặt hàng và bao tiêu sản phẩm, nhất là giai đoạn đầu. Nhà nước đặt hàng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam hoặc để cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phân tích thị trường, liên kết liên doanh các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, hiện nay tập đoàn Đèo Cả cũng đang tính toán chuẩn bị nhân lực, máy móc tham gia vào dự án đường sắt tốc độ cao. Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị việc tổ chức thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam cần tách thành hai hợp phần, gồm các hạng mục cầu, đường, hầm cần giao cho doanh nghiệp trong nước thực hiện tương tự các dự án đường bộ cao tốc vừa qua. Hợp phần 2 bao gồm phần đầu máy toa xe, hệ thống thông tin tín hiệu giao cho doanh nghiệp trong nước liên danh với doanh nghiệp nước ngoài. Nếu quý vị và các bạn thấy bài phân tích của Hồ Sơ TV ở video này hợp lý, hay và hữu ích, cũng như truyền tải nhiều nội dung xác đáng, thì hãy bình luận, chia sẻ và bấm thích video. Ngoài ra hãy bấm đăng ký kênh Hồ Sơ TV để đón nhận những video mới nhất về siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam nói riêng và của ngành giao thông vận tải nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.